Tìm vị trí vân sáng bậc 3 và vị trí vân tối thứ tư. À, thế thì x sáng 3 bằng bao nhiêu? Và x tối 4 bằng bao nhiêu? Thế thì lại dựa vào cái công thức mà nói về bậc của vân sáng cũng như là vân tối thứ mấy, đúng không? À, thì bậc của vân sáng là trị tuyệt đối của k, mà đây lại bằng 3 gì? À, vậy thì suy k có thể bằng cộng trừ 3. Vậy suy x sáng 3 sẽ bằng cộng trừ 3 lần y. Như vậy là cộng trừ 3,6 mm. Như vậy nó có thể nằm ở phía dương của trục tọa độ, cũng thể nằm ở phía âm. Thế còn vân tối thứ tư, suy ra k bằng mấy nhỉ? À, với giá trị của k thì chúng ta rút ra vân tối thứ là thứ k cộng 1. Vậy đây vân tối thứ tư tức là k bằng mấy? Bằng 3. Suy ra là x tối có thể là 3 cộng với 1 phần 2 y. Đấy là nếu mà trường hợp x tối ở phía trục dương, hoặc là phía trục âm, tức là âm 3 cộng với 1 phần 2 nhân với y. À, thay số thì cái này sẽ ra được là cộng 4,2 mm. Dưới này thì là trừ 4,2 mm. Như vậy là có một cái nhận xét chung, đó là vân tối hay vân sáng mà cùng bậc thì đều đối xứng nhau qua cái vân sáng trung tâm.